bà sư này nè ở trong mê tin ni ñom chong phương đi nè khni chế thua pi chế pi đbe thua chi aso goal rup mà tha pô lệ khả năng pô mi chăng pô goal chứ nó bị bạc aso chi lệ khả năng pô mi ni chúng trư tí 1 chúng trư bạc background thmai lain provide ni width ni chúng đặt 1600 mà hay lại cấp với chúng đặt 800 mà lại resolution này cho 72 bạn ấy perfect color với cho RGB color mà mà chúng ta mà tiết mơ rồi bảo kế đã có màu tây có màu là mấy màu tây có màu dừng chạy các bạn đưa dừng cho tạm đi các bạn đấy đi tâm ở dấu phía thá phía phía thá dừng được lại này cho black mà ok mà màn được nè mà chúng ta mà tiết dừng chất lớn tạch một khu vậy nhưng do một phép là so với cho một phép tham dự mấn hay là lại nhé do phép bốn lấy do chất sắp ở chất sắp mà không chất sắp mà như xe mà là sao thông và gồm star chẳng mà hay dừng bình thông mà so nữa làm cho so thế chất sĩ tiên mà về thông mà chúng ta mở và chúng ta mở những thời ca copy layer nhập môi tiền trong những chất những chất về cho mở những chất layer cho mở những thì mở chúng ta thì mở cho layer này mở những cái layer dùng môi tiền cứ dùng mình layer pi layer thì mỗi go star copy thành go star trong những chất layer go star này mở những chất layer thì mở cho biết ha gradient overlay và một cái đến overlay này như từ đầu po vậy chỉ là bật lên là po này máu gì cả hai nhận trang một tiết máu đầu po này mùi này nhìn cho o này pi là học bốn này là sai 100 po em đã thì lên cho thêm một đoạn tới đi xa một bảy mà rồi chất bảy nè các học này ai được bàn tay đi sang trăm po nhưng bây giờ po nắng hay anh ấy po đi nhưng đâu po đấy vô mà rồi cả bấy lại chi đi nhờ chật phí rồi lại bí đi vô phạt mùi và ok mà hay dừng từ xe của lỡ từ po làm tục nhưng đã style mà. Nhiều mà chúng ta cắt bỏ những mùi mà chúng ta phải ngay cả rồi ok mà và một tổng tiết chúng ta style về cái là anh lên màu đi nhưng do biết thá chúc lại style được style đi style như biết thá reflect style reflect rồi lại hạt lại nhờ bạn lấy rơi vào style chứ lại những đã thoa ra đó lại màu đấy normal màu đấy và tao mang cho lứa bộ về làm bột nó bộ về làm bột đấy những đồ và lại smooth đấy tôi chia hạt mình chip set hạt chip set hạt đi máu tại những đồ và lại glow counter ni counter ni yo ati an mu ni okay style hay cái lại ni yo 120 chẳng tới hay lại ni thích vô anti ni mà ba đó mà tiết capacity vi ni yo 75 ni yo 75 đai hay size vi thì đã sai pi mà và sai pi rồi lại đi pi á đi pi vô mà rồi chặt mà mà em tao mới cho một tiếp cho là inner glow inner glow này lại blend mode vía nhưng vô phía thá
multiple multiple là lệnh opacity này nhìn vô tại 50% thế đây đồ bò về lại này đã mình muốn nhắc phí xàm phí mà rồi phải vấy nâng xa mùi ok mà hay sai vía nhìn vô chất sắp máu sai chất sắp máu opacity 50 sai chất sắp mờ sai chất sắp ta mới ok ta mới cho dùng cho tạch mới tiết tạch mới tiết cho lên đài lắm rồi lại dùng cho biết thá dễ điền chơi cho tên đá cho stock mình chỉ là xong tới cho stock máu còn muốn cho credit nữa cho stock hay là như gì đó cho biết thá lại feel stock lại feel thai nấy thì cho biết thá credit này thai nấy như biết credit và tò mò gì đó style vía giờ biết hả reflect lại hồi sân ấy giờ biết hả outside nhưng mà outside hay sai với giờ làm vậy mà lại giờ làm vậy mà và còn một tiết trên châu lại đuôi làm bó vừa làm bó và lại style với giờ biết hả đồ kia smooth nó từ chia chia set hard và chia set hard thấy sai ở phía sai với dùng dùng bảy đam á sai bảy hay lại nhờ bubble lại style cho tôi con bò sai với như thế thắng tụi bỏ đi máu sai dùm vậy là trả lời tầm mặt tiết lại nhờ ai thơ cái lỗ ai thơ cái lỗ nhìn vô opacity vía sai sắp thấy những đồ pò về máu pò này nhìn vô P3 pin đá bây giờ bị chi đến giờ rồi phải bày đá em như xa mùi ok mà hay sai vía sai vía cho hàm phần mà sai ủa đi ở opposite vía sai nam pal nè sai pal ok mà lại như khó quá anh thích lại stop đổi stop ý lại bán đồ quá vậy lại cái điện ấy lại cái điện ấy đến đồ quá bên thích mình cho quá chả bây giờ mình đã dừng sale thuốc nắng ok mà mà tóm đi mưa một mưa vào trà kế trà được như thế chẳng gì nó khó ở cái nhưng mà giúp cái một phút nhưng thời chất lớ nhiều lê giờ mà như rồi như lơ đó à. Tóm mới giúp ra một cụ và thế nhưng chiếc mà sao mà về máu nên chất lơ gọi lại để thịnh máu vô biết thá muscle thích brush tao mới cho áp biết thằng áp hành mà áp hành máu dưới người thứ ba này nè như vậy sai bài này anh tao máu dưới
dương select cái việc đồ po sẵn đồ po là mấy đồ po với chúng lượng al mà select po này mà hai dương check mà lại trong bản mùi mùi nữa và có mấy dương đồ opacity với obviously đi mà và mình đang mê đến trong mê đến này trở bàn chọc xong rồi quân trai là bàn tốt tạm là đọc nhé ở trên chút như là mê đến cao tiết bà xong rồi quân xong thì bước liền.